nó rủ em vào Sài Gòn. Ừ. Thế là em trốn bố mẹ em, em nói dối bố mẹ em. Chắc là bây giờ bố mẹ em mới biết. Bây giờ mới biết. Dạ. Thì vỡ mộng. Vỡ mộng. Dạ, vỡ mộng ngay hôm đấy. Lý do gì? Ra đón vợ em, rồi hai đứa về khách sạn. Mời em giới thiệu về mình. Em tên là Bình Diệp, em 26 tuổi ạ. Em làm nghề gì? Dạ, em là thư ký ạ. Thư ký? Dạ. Còn em? Em tên là Thành Luân ạ, em năm nay 28 tuổi. Em là kỹ sư xây dựng ạ. Họ gì em? Em họ Nguyễn. Nguyễn Thành Luân. Nguyễn Thành Luân. Ôi, một nhân vật nổi tiếng trong bộ phim Ván Bài Lật Ngựa. Thế thì hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Ai là người để ý ai đầu tiên? Bọn em quen nhau qua mạng. Em ở Sài Gòn, còn vợ em là Hà Nội. Là 5 năm trước thì cũng lên mạng chat chít tán gái. Trong số nhiều cô thì em chọn cô này. Ấn tượng cô này, một là cách nói chuyện thông minh, đặc biệt rất là đánh đá. Đánh đá sao đâu, em có thể ví dụ không? Luôn luôn kiểu giọng thách thức, thể hiện là ta không cần. Qua 2-3 tháng nói chuyện tán tỉnh thì nó trốn gia đình từ Sài Gòn ra Hà Nội. Rồi gặp cô ấy ở Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ đầu tiên gặp thì em cũng khá ấn tượng hình thức ở ngoài là cắt tóc ngắn, rồi dáng rẻ rất là nhỏ nhắn rồi lanh lẹ. Tức là bạn này là trốn gia đình ở Sài Gòn đúng không? Đi ra ngoài đó thăm. Rồi. Em định chính anh chị là không phải thăm em đâu, mà là thăm vài cô, trong đấy có em. Mỗi cô một ngày, em là ngày đầu tiên. Mà ngày đầu tiên thăm em xong rồi chắc bỏ mấy cô kia luôn á. em cũng nghi ngờ lắm, không tin được anh ạ. Rồi cái ấn tượng của em ban đầu về anh này như thế nào? Đầu tiên thì qua mạng thì em chẳng ấn tượng gì cả, vì anh ấy học cao đẳng, xây dựng nữa lăng nhăng, không tương lai gì cả. Nhưng mà cứ đòi gặp mình thì thôi, em ok, tại vì mình là sống mất gì đâu. Thì gặp đầu tiên thì anh này mặc quần trắng, em nghĩ trời ơi, đàn ông quần trắng gì mà biến thái á. Trời ơi, chúng ta em chưa mặc đùn trắng nha. Mặt lại còn mụn nữa, lại kính cận nữa. Đặc biệt là lùn quá. Thế em nghĩ thôi chắc cũng chẳng có tương lai gì cả. Em nghi quá, em bắt cho xem giấy tờ chứng minh. Trước đó gặp mấy cô khác nhưng mà chưa thấy cô nào kỳ cục như cô này. Lần gặp đầu tiên yêu cầu kiểm tra bằng lái, kiểm tra chứng minh thư. Em biết là cô này có bình thường hay không, kiểm tra bằng những thứ giấy tờ. Nhưng mà rồi em có cho kiểm tra không? Vâng, thì em bình thường mà mình cũng phải là người gì đâu thì cũng cho kiểm tra cái thứ. Sao em siêu phàm vậy? Em trốn ra Hà Nội mà em mang đầy đủ giấy tờ vậy đó. Rồi bao lâu thì các bạn mới bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau? Khoảng 6 tháng sau đó thì bọn em vẫn tiếp tục chat chít qua mạng thôi ạ. Thì đến 6 tháng sau thì anh này có ra Hà Nội lần nữa. Thì sau đấy thì cũng có chút chút ấn tượng hơn thì lại tiếp tục chat chít nữa. Chat chít nữa? Dạ, lại nửa năm sau nữa. Phần anh này rủ em vào Sài Gòn. Thế là em trốn bố mẹ em, em nói dối bố mẹ em. Chắc là bây giờ bố mẹ em mới biết. Bây giờ mới biết. Dạ. Thì vỡ mộng. Vỡ mộng? Dạ, vỡ mộng ngay hôm đấy. Lý do? Ra đón vợ em, rồi hai đứa về khách sạn. Thì trong lúc chơi bời nói chuyện thì vợ em phát hiện tin nhắn của em. Có rất là nhiều tin nhắn của các cô khác. Chúc ngủ ngon, à ơi, cà phê. Em mới đưa lên, em cầm hết bia ở trong tủ lạnh khách sạn, em gom vào trong nhà vệ sinh. Em uống, em la hết, em khóc lóc, âm ỉ, em đập phá. Thực ra là em có uống một tí tí rồi, nó đắng quá. Nhưng mà em giả vờ là em uống, em say, em lung tung, em quậy luôn. Thế là anh ấy không chịu nổi. Cô không ngờ là mạnh như vậy. Em nghĩ là lần đầu tiên quen, chưa phải là vợ chồng, chưa phải là người yêu. Thế mà cách phản ứng cô em lấy lạ quá. Lúc đầu em định bỏ về để em dọa cô ấy. Nó đóng cửa ngoài rồi mà thấy cô ấy phản ứng ghê quá, vẫn khóc u rồi thì em lại phải quay trở lại. Rồi thì cũng xin lỗi, nịnh nọt, vâng, để làm huề. Nhưng mà cô rất là căng, hôm sau đòi về ngay. Tối đó em có ở lại không, làm gì nhà em? Nói thật, trung thực là có. Sợ cô gái này mới lớn, sợ cô ấy có cái hành động gì dại dột. Cái lúc đó là em tại sao em lại làm như vậy? Là cái cảm xúc thật của mình thôi ạ. Là em không nghĩ là chết sao lại gặp phải cái tên lừa đảo này. Thôi đời mình xong rồi, em gọi điện hết cho các bạn bè. Thôi tao xong rồi, có khi tao sang Campuchia mất thôi chúng mày ơi. Em ầm ĩ lên trong nhà tắm như vậy. Anh này sợ em làm gì, thành ra cả đêm ngồi canh nhau, chả làm ăn được gì cả. Trời ơi. Ủa có nghĩa là chưa xảy ra chuyện gì? Dạ chưa ạ. Vậy mà tự nhiên em nói là đời em tiêu rồi, đời em mất rồi. Chị tưởng là lấy xong, nó cướp xong rồi. Trời, em xong nó bỏ đi rồi, em mới đập phá dữ vậy chứ. Em đâu có dễ. Luôn phản ứng thái quá rồi, phản ứng mạnh làm. Mọi người là cá tính mạnh đúng không? Vâng, cá tính rất mạnh. Rồi có lần nào mà cô phản ứng mạnh như vậy nữa không? Có tiếp tục lần thứ nhì và về cái chuyện là trốn các cụ đi thăm lần nữa, là anh này trở ra hoặc là em trở vô nữa không? Có lần nữa. Có lần nữa. Là ai? Em vào. Ai vào? Em lại vào lần nữa. Em vào lần nữa. Bố mẹ em chắc là bây giờ mới biết ạ. Lại, nhưng mà lại khách sạn. Lần này thì là em dịp cưới chị gái em. Thì em cũng chính thức là về giới thiệu gia đình. Nó thì về nhà em đàng hoàng.
Rồi lần này là ở nhà em. Dạ. Vâng, ở nhà em. Lần này vào thì em gia đình ở bên bạn trai đấy ạ. Không chấm điểm em cao lắm. Các cụ không nói thẳng ra nhưng mà em cũng đoán được thái độ của mọi người ạ. Lý do gì không chấm điểm em cao? Lý do thì anh này anh giấu em, nhưng mà em tự đoán được là có lẽ là chắc là do cái cách cư xử của mình nó chưa được đúng anh. Hôm đấy thì mẹ chồng tương lai em thì đang làm cố. Mẹ em thì là cực kỳ giỏi giang và đảm đang. Thì em thấy mẹ đang chặt thịt gà. Gia đình em thì mấy công việc nặng thế là của bố em. Thì em nói là ơ bác, sao bác không kêu anh Luân vào chặt đi, bác chặt làm gì. Mẹ em liếc nhìn cái, em nghĩ thôi chết rồi, xong đời rồi. Gia đình em ấy có truyền thống là con gái là chuyện nội trợ, gia đình vợ em là có điều ngược lại. Tức là vợ vẫn cơm nước như vậy, nhưng mà riêng chuyện nặng, ví dụ là chặt gà hoặc là sửa soạn nhà cửa thì là của đàn ông đó. Nhưng mà những việc đấy thì ở gia đình em là kể cả cơm nước là nặng nhọc thế nào cũng là nữ. Của phụ nữ thì có mẹ chồng ở dưới không là coi như là coi như xong rồi đấy hả? Coi như là xong rồi. Tiêu đời chung là tiêu rồi, bị gà thì không chấm rồi. Nói chung là bác yên tâm, ở đây là có gì con hỏi bác xác nhận coi có đúng hay không. Rồi nhưng mà sau đó thì em ở nhà của bạn trai em được bao lâu? Em ở 3 ngày ạ. Bạn gái em về thì Vi nói chuyện với em, nói là không đồng ý. Vâng, mẹ nói vậy thì thôi thì mình phải tìm cách từ bỏ cái tình yêu này. Thì thực ra lúc này hai đứa bắt đầu yêu nhiều chị. Thì 2-3 tháng sau đó đúng thật bọn em là dằn vặt quyết tâm chia tay. Hai đứa đều cố gắng cắt đứt liên lạc, nhưng mà thật sự trong lòng là vẫn là rất thương yêu. Nghĩa là quyết tâm chia tay nhưng mà cái chân còn méo lại đúng không? Thế rồi làm sao để vượt qua những cái điều đó, những đến được với nhau? Bọn em yêu nhau thì cũng không chịu nổi được nữa. Thì ngăn cản nhưng vẫn yêu. Thì bản thân gia đình nhà vợ em cũng không đồng ý em. Lúc nào thì em ra mắt gia đình nhà vợ? 6 tháng sau thì em lại ra Hà Nội thăm vợ. Có nghĩa là em đưa bạn trai về giới thiệu với gia đình. Dạ. Rồi tại sao bố em lại không đồng ý? Là tại lúc đó thì bố mẹ em biết là em có một người yêu thật. Trước đây thì mẹ em thỉnh thoảng thấy có một thằng miền Nam nào ấy, nó gửi quà bánh kẹo gỗ bông túi sách. Thì bố em bảo là ngăn đi chứ không nhận quà như thế. Nhưng mẹ em thì chắc ham quà, mẹ em bảo thế chứ mất gì đâu, cứ để cho nó gửi đi. Thế đến lúc em nói chuyện mẹ em mình ngã ngửa ra chết thật. Này thì sao mất con thật. Thế là bố mẹ em phản đối vì xa quá. Bố em còn nói với anh này là bác không chê cái gì cả, bác chỉ chê cho xa quá. Thôi đừng lấy nhau, bác nhận mày làm con nuôi. Mà anh đâu cam tâm đâu, không cam tâm. Em đến chơi thì vẫn mời cơm, nhưng mà bố em nói là hai đứa cứ ăn cơm nước xong rồi mà bác mời con đi về. Hai anh em cứ nhận nhau là anh em thôi, sau này con lấy vợ thì ra ngoài này chơi thì vào thăm em nó mà lấy chồng mà có vào Sài Gòn chơi lại vào thăm anh, coi như là hai anh em nhận nhau là anh em thôi. Trời ơi, tức là chiến lược của các cụ kỳ này bị sai lầm, càng cản càng yêu nhau, càng quyết tâm hơn đúng không? Tụi em là lấy nhau được bao lâu ạ? Là bọn em lấy nhau được 1 năm 6 tháng rồi ạ. Nếu như mà có bố mẹ em mà ở trong này thì anh nghĩ là chắc cũng sẽ đến trường quay này phải không nào? Vậy thì hôm nay thì anh hỏi luôn, thì với một cái ngày đặc biệt thì em có điều gì muốn nói với mẹ em hay là muốn nói với vợ em không? Thực ra là ngày hôm nay chính là ngày mình kỷ niệm 5 năm bọn em yêu nhau, quen nhau. Thì có món quà mà vợ em yêu cầu mà chưa bao giờ em thực hiện được. Em xin phép chương trình hát một đoạn ngắn, khoảng 2-3 câu. Tức là em đã yêu cầu cả 5 năm nay mà chưa bao giờ được. Em yêu cầu mà không có làm cho em. Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du, cơn gió êm dù tháng năm lòng hoang vắng. Giờ hôm nay không là mơ, vòng tay em du anh làm thơ, biết mong chờ anh biết bây giờ anh đã yêu. Đó là những lời gọi là thay lời muốn nói đúng không? Giờ có muốn thỏa thẻ gì nữa không? Nhưng mà thực ra là cái người mà em cần nói bây giờ là mẹ đó. Xin giới thiệu đến với trường quay ngày hôm nay là có mẹ chồng của cô dâu. Có một món quà nữa để tặng cho vợ và mẹ. Wow. Con tặng mẹ. Thời gian vừa qua cả mấy chị em, anh em chúng con cũng có nhiều cái lỗi với bố mẹ. Chúng con chưa quan tâm với bố mẹ nhiều. Đây là lần đầu tiên con mạnh dạn con nói lên. Con muốn nói với bố mẹ rằng là chúng con có lỗi gì bố mẹ bỏ qua chúng con. Ngày hôm nay chúng con có một tin vui là bố mẹ sắp có cháu nội. Bố mẹ hãy cùng chúng con chung vui cái niềm vui này.
qua đây thì mẹ cũng muốn nói với các con là đôi lời. Lúc nào các con cũng phải nên nhớ một điều, có ông, có bà, có cha, có mẹ với có mình. Đó, thì mẹ muốn là các con là luôn luôn nhớ lấy những cái lời dạy bảo của cha, của mẹ, cũng như các con sau này có cái con đường và có những cái hướng tới để nuôi dạy và chăm sóc các con được tốt đẹp. Đó là điều mẹ mong muốn nhất. Cả nhà mình yêu thương thấm thiết nhau để đem cầm hộ. Coi như là rồi, xin mời hai em. Trời ơi. Thôi bây giờ không nói nữa, để nói một tí là tôi khóc bây giờ đấy. Thôi bây giờ để mình nói. Chứ nói hồi nữa khóc rồi, hồi này không ai dỗ đâu á. Không lẽ giờ tôi ôm Hồng Vân. Thôi bây giờ hai bạn có cái gì gọi là bất ngờ ở cái người bạn đời của mình hay không? Bây giờ trước tiên anh hỏi Thành Luân nè. Trong thời gian yêu nhau nên là chỉnh chu hình thức, đi chơi nên là nước hoa hoặc là đánh răng sạch sẽ em không phát hiện. Nên là lấy nhau về một thời gian thì cách là cái đấy nó sửa xòa hơn. Đặc biệt điều là ăn rất thích, trong món ăn rất thích ăn tỏi. Và tỏi. Chuyện này rất là ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hai vợ chồng, mất cảm xúc. Là sao? Nhiều lúc hai vợ chồng muốn gần gũi mà em thấy mùi vậy là em hết cảm xúc luôn. Nghĩa là tục hứng rồi đúng không? Còn một điều này nữa anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Người ta thích ngửi mùi hương hoa, mùi nước hoa. Đây cô rất thích ngửi mùi em. Thứ nhất là hôm nào đi làm về nhất chưa tắm rửa, rất thích ngửi mùi chồng. Là thích lắm luôn. Nghiện mùi chồng. Hủ xạ tự nhiên hương hả? Hay hả? Ủa nhưng mà sao em lại thích cái mùi đặc biệt đó của anh nhỉ? Em cũng không biết nữa, khi mà tắm rửa xong thì toàn mùi dầu gội rồi sữa tắm, xà bông em không thích nữa. Em thích cái mùi tự nhiên cơ. Hơi bẩn bẩn một tí nhưng mà em thích. Trời ơi. Cái mùi này nó bẩn bẩn. Em đi từ cái lạ này qua tới cái lạ khác luôn á. Chị hỏi nè, thì em nghiện cái mùi tỏi đúng không? Dạ. Là để chống ung thư hay sao? Dạ không, mà em thích vì ăn nó ngon thôi ạ. Có bao giờ em có cái cảm nhận là chồng em không thích cái mùi đó không? Lúc đầu thì ông ấy còn nói em là chết vì làm sao ấy, mùi hơi thở nó sao, đi khám đi, bệnh tật làm sao ấy. Thì lúc đấy mới biết là chết cho ăn tỏi rồi. Vậy á hả? Rồi em khắc phục chuyện đó như thế nào? Dạ thì em cũng tránh bớt ăn vào buổi tối thôi ạ. Chứ chị mà nấu ăn đó mà chị băm tỏi đó mà cái tay không rửa ra luôn á, cái mùi nó còn hoài á. Nãy giờ là chồng kể xấu về em, tới thời gian em kể xấu về chồng em rồi đó. Quá kỹ tính, vào trong nhà tắm anh sắp xếp đồ đạc cẩn thận đâu vào đấy. Em thì thấy thế em bực quá, em làm cho sạch đi, xô lệch đi một tí cho nó sinh động. Cái gì cũng ăn gọn quá em không thích. Anh lau phòng mà anh lau kỹ cái đường chỉ kẻ, đường trắng trắng đấy ạ. Nữa là anh ấy thỉnh thoảng anh ấy lây máu điên của em sao ấy. Tính bình thường rất là hiền, nhưng mà những lúc cục lên thì rất là điên. Ví dụ như đập đầu vào tường này, đấm tay vào tường này. Ủa sao vậy? Những cái lúc đó là tại sao em lại không, làm như vậy? Không, thực ra là quá lắm thì em mới làm như vậy. Vợ mình phải cố gắng kiềm chế, nghĩa mình đánh vợ. Thì những lúc như vậy thì mình phải tự làm mình đau mình. Nhưng mà em bực vợ em cái gì mà để đến cái mức mà em phải tự đập đầu vào tường? Nói chung là nhiều những vấn đề mà nó tích tụ lại nhỏ 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 thôi. Rồi mỗi lần thấy chồng làm vậy có đứt ruột không? Lui cũng xót xa lắm chị, nhưng mà em vẫn giữ mặt lạnh thôi. Giống như mặt lạnh. Em nói là đập bể tường ráng chịu. Vậy chồng em xác suất là đập bao nhiêu lần thì tự ngưng? Chắc là đau quá tự ngưng chị. Cũng muốn ngưng lắm nhưng mà nhiều khi quê chờ em ra can ấy, mà em kệ thôi. Thôi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt kỹ tính lại cho cuộc sống nó thoải mái. Không phải lúc nào cũng lên lịch và lúc nào cũng mở miệng bằng câu hoàn hảo thì, giá mà thì, giá như thì, cầu toàn thì. Em rất là mệt mỏi với cái câu đấy. Thế còn em? Em mong muốn là từ nay thì mình sắp có em bé rồi, vợ em sẽ sắp xếp công việc, sắp xếp lịch làm việc nó hợp lý để không ảnh hưởng sức khỏe, để mà chăm con sắp tới nữa. Ra tiếp xúc với tụi em á, chị có một cảm nhận như vậy nè. Hai cái cá tính này quá mạnh. Người ta nói như vậy nè, thường hai cá tính này á, thì người này bù cho người kia. Nhưng mà nếu mà nó ở cái mức độ mà quá đi thì là tụi em sẽ gặp những cái chuyện mà nó không hay cho cái cuộc sống sau này. Thì theo chị như vậy nè, em giảm đi cỡ 30%, bạn này cũng giảm đi 30%, thì sau này á, đứa con của em nó sẽ được thừa hưởng cả tính cách của hai bố mẹ thì nó sẽ rất là hoàn hảo ha. Nhưng mà thực ra với một cô vợ mà có cá tính như vậy, cuộc sống của em thú vị lắm, chị nói thiệt. Chứ còn mà nó đơn điệu quá em cũng mau chán vợ lắm. Không, cái đó là cái kinh nghiệm của những người mà làm nghệ thuật á, là tụi chị, những người nào mà có cá tính á, là em bực đó nhưng mà em yêu hoài.
Em hiểu không? Nhưng mà bạn này lại là cái người để bù đắp, để mà quy hoạch em á, để đừng cho em bị xa quá quy hoạch em, nên tụi em khó mà rời nhau được lắm. Và chúc tụi em thiệt là hạnh phúc nha. Cảm ơn hai em. Cảm ơn anh chị ạ. Dạ, tại vì cưới mới phát hiện ngoài cặp giò đó cổ còn nhiều chỗ đẹp lắm. Đó, thấy chưa? Dạ, được rồi, cắm. Trời ơi, cưng quá vậy. Trời ơi, quen quá. Dạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng. Chào cưng. Một MC nổi tiếng của các chương trình truyền hình thực tế đó vậy. Em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân ạ, và chào quý vị khán giả. MC ơi, tự nói chuyện đi, để mình ngồi coi. Rồi, tự giới thiệu. Đó. Tự. Dạ, ngại quá. Em xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Phước Cẩm Viên. À, năm nay 35 tuổi thì nghề chính là biên tập viên. Bữa nay mới biết tên em Cẩm Viên đúng không? Dạ đúng rồi, mọi người thường gọi là May nhưng mà thật ra là tên em là Cẩm Viên. Lý do gì sao lại tên là May ạ? Dạ đó là ngày xưa khi mà tham gia chương trình Love Bus thì mọi người được chọn một cái nickname để tham gia chương trình. Thôi còn em. Dạ, em tên là Trần Kim Anh, em năm nay 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. Dạ. Tụi em quen nhau ở chương trình Love Bus hay sao? Dạ, thật ra cũng là chương trình đó nhưng mà không phải là ở trển mà là ở dưới. Dạ, tức là sau khi đi quay chương trình về xong rồi em thích chương trình, cái em vô làm với chương trình luôn. Tới năm 2012, cái lần đầu tiên mà em gặp bạn này là em gọi điện cho bạn này lên để casting người chơi cho Love Bus. Em gặp bạn này ở ngoài thì cái cảm giác em như thế nào? Dạ em không nhớ một chút ký ức gì về cái buổi gặp đó. Bây giờ hỏi em nè, cái thời điểm đó là chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim rất là nổi tiếng. Dạ. Vậy thì em có biết anh này không? Dạ em có biết, nhưng mà em nhìn ở ngoài nói anh vừa đen và vừa xấu hơn ở trong hình rất là nhiều. Mà lúc đó em có bồ chưa? Dạ có. Thật ra là về thì bạn này chơi với bạn gái cũ của em. À tức là bạn gái đương thời của em lúc đó, coi như là bạn thân luôn á. Cái này nó hơi có một cái sự rắc rối nhẹ. Em chơi với bạn gái của bạn này. Dạ. Thì rất trong lúc mà hai người là bạn thân á, thì em đã có cảm tình với bạn này chưa? Hay là chia tay rồi em mới có cảm tình? À, thật ra là hồi mà lúc mà hai người quen nhau thì hay cãi nhau. Thì em là người ở giữa luôn, nghe lắng nghe có hai bên. Thì thật ra cũng có lúc em xuống dạy cái bạn đó là chia tay ảnh cho rồi. Lúc đó trong mắt em không có gì với ảnh luôn, không có một chút xíu cảm xúc nào. Chỉ cảm thấy là ghét bởi vì người này làm cho bạn mình khóc bạn thôi. Bạn mình khổ. Dạ. Rồi xong rồi là bạn đó nghe lời em xúi bỏ luôn hả? Dạ cũng chưa hẳn đâu ạ. Thì thật ra là lúc đó bạn đó cũng kiểu như là bạn cũng bị phân vân, tại bạn có rất là nhiều người theo đuổi. Và thứ nhất, thứ hai nữa là bạn là một cô gái cần một sự quan tâm 24/24. Mà thật ra cái vụ mà bạn ấy xúi bạn gái chia tay là tới sau khi cưới em mới biết. Nhưng mà chị hỏi em nè, trong lúc mà đi chơi kiểu như vậy, có lúc nào em cảm thấy em lạc lòng với vợ của em bây giờ không? Gãi gò má là biết có vấn đề rồi. Có một hôm là cũng là bạn này ra thì mặc cái quần ngắn. Đó là lần đầu tiên em thấy bạn ấy mặc quần ngắn. Quần sọt ha. Dạ quần sọt. Nhìn thấy trời chân dài dữ ta. Miên man. Là ngu em là ngu chân dài đúng không? Dạ. Chứ thật ra là sau đó là cái bạn thân của em đá ảnh. Xong ổng mới quay qua tố khổ với em. Kêu là giờ buồn quá không có người nói chuyện. Chị tức quá để chị truy nốt. Em khai cho chị biết coi, sau cái vụ mà chân dài miên man đó, tối về em có nằm mộng thấy bạn này không? Đã bắt đầu có những cái nhen nhúm, em nói thật cho bạn biết đi. Chứ bây giờ chị đảm bảo tâm lý vợ em vẫn còn nói là giống như em bị bỏ rồi, giống như là em buồn quá em mới cầu cứu đến vợ em. Đúng là thời điểm đó là em cũng mới có một cái chút gì hình ảnh của cô này trong đầu. Thì cô bạn gái đương thời đã đá em rồi. Tức là đá đúng thời điểm đó. Từ khi mà em và bạn gái chia tay thì bao lâu thì em với vợ em bây giờ mới chính thức là quen nhau? Anh theo đuổi em cả năm. Cái xong đến tháng 5 2016 thì em đồng ý quen ảnh. Nhưng mà tụi em quen được 3 tháng thì lúc đó tụi em còn rất là kiểu mỗi người đều có cái tôi rất là lớn, nên tụi em lại chia tay. Anh lại theo đuổi lại từ đâu. Mãi đến năm 2017 sau 4 lần tỏ tình thì em mới đồng ý quay lại với ảnh. Hai em là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 2 năm. 2 năm nó có trắc trở gì không anh? Từ lúc mới yêu nhau là bạn ấy đặt ra quy tắc không được nắm tay, về nhà trước 10:30. Cái đô nặng nhất là tới đâu? Là hôn má hôn môi là tới đâu? Vậy đô nặng nhất là được nắm tay á. 2 năm mà chỉ có nắm tay thôi đó. Vượt qua được cái lời nguyền là nắm tay thôi. Dạ. Rồi sau đó khi nắm tay rồi là mất jean rồi là phải cưới luôn. À, dạ cũng không. Chưa luôn, đúng không? Bạn thêm quy tắc nữa đó là để em học xong đã rồi cưới, hoặc là để em niềng răng xong đã rồi cưới. Để học xong rồi cưới, nhưng mà em cứ thấy cứ một học kỳ là bạn ấy rớt một môn thì sau lại học lại. Còn niềng răng xong rồi mới cưới, nhưng mà
anh chị nhìn cười bây giờ vẫn còn niềng. Cứ một tháng là đứt niềng răng một lần là phải tới bác sĩ nối lại. Mấy năm rồi? Dạ, chắc rồi. Hơn 3 năm rồi quá. Dài dữ em. Tại vì ổng dẫn em đi ăn nhiều món á. Cái tới hôm bạn ấy nói: anh ơi, thật ra là nào giờ không có ngủ với đàn ông, em không có quen, cho nên thôi cưới mình đừng ngủ chung. Cái này thấy hơi kỳ. Em chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, cưới làm chi. Cái từ đó về sau là em không đề tập chuyện cưới nữa. Tới một ngày ba mẹ vợ gọi vô bắt cưới. Thế là ba mẹ vợ. Dạ. Trời ơi cũng mừng ha. Dạ. Chị hỏi nè, đêm tân hôn á, từ cái việc mà em được nắm tay nè, em phá giới nè, bắt đầu đến hôn má nè, đến hôn môi nè, là em phải mất bao nhiêu thời gian để em đi vào đúng trung tâm? Em nhớ hình như cũng phải cả tuần sau mới... Đâu, anh đi công tác mà. Mình cưới xong có 3 ngày là anh đi công tác 10 ngày hơn rồi. Nhưng mà đêm tân hôn thì sao? Tân hôn, dạ, tụi em mệt quá ngủ. Mệt quá ngủ luôn. Rồi đêm sau? Cũng vậy luôn mệt chị. Ngủ. Đêm thứ 3? Cũng vậy luôn. Mệt luôn. Rồi là em đi một tuần luôn. Rồi em mới trở về. Dạ. Rồi em mất bao nhiêu thời gian nữa? Khoảng 1 tháng nữa chị. Một tháng nữa. Trời, sao mà... Nhưng mà mấy em khó chịu không mấy? Thật ra là hồi đầu em tức lắm. Rồi đến khi mà em vô được trung tâm rồi em thấy em sao? Em làm như em bị lây bệnh lãnh cảm với cổ. Xong đêm rồi cũng bình thường. Tụi em lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, dạ tụi em mới lấy nhau khoảng được 9-10 tháng rồi. 9-10 tháng rồi, bây giờ cái việc đó nó đã cải thiện chưa? Đó. Giờ tụi em giống như là sao ta? Có nhu cầu thì ok làm, mà không có nhu cầu thì thôi. Nhưng mà cái nhu cầu đó là nó thường xuyên không? Hay là lâu lâu mới có nhu cầu? Cũng lâu lâu mới có. Lâu lâu là bao lâu? Lâu. Tuần hay tháng? Tính quý đi. Nhưng mà em có nhu cầu không chị, hỏi thiệt? Lúc đầu thì em cũng thấy hơi bất ổn, nhưng mà sau đó em để tâm vào những chuyện khác, em thấy bình thường luôn ạ. Bình thường và em không có nhu cầu đó luôn. Tại vì em thấy ảnh mệt quá nên em cũng không có muốn làm ảnh mệt thêm nữa, chết thêm nữa nên. Nhưng mà mỗi lần mà ảnh về là người ảnh mệt mỏi rệu rã lắm. Thật ra mệt mỏi rệu rã thì cũng không đúng. Em vẫn tự đánh giá em là người khỏe. Không khỏe là về sức lực á, tức là ok làm việc xong về nhà em vẫn có thể làm thêm việc nhà này nọ được. Nhưng mà giống như mà khi bảo làm chuyện ấy đi á thì tự dưng không hiểu sao em lại đâm ra lười. Cái ca này hơi bị căng á. Đó, đây là tâm lý á. Tự nhiên tạo thành một cái thói quen, tại vì lúc mình yêu nhau lâu quá xong rồi mình bị control nhiều những cái mà không đáng á, thì thành ra nó thành một cái phản xạ vô điều kiện trong cái việc đó. Và gọi là cái mong muốn tìm tòi á, mong muốn khám phá nó không còn nữa. Thực ra mà nói á, bạn này là thuộc tuyết phụ nữ kín đáo, giấu cái cảm xúc của mình. Nếu ở lứa tuổi lớn rồi, ví dụ như là cỡ 50 đổ lên, mà khi mà chồng mình không còn nhu cầu đó nữa, thì cái người phụ nữ đó có thể cam tâm chấp nhận cái việc là mình phải tự quên cảm xúc của mình đi. Nhưng mà với vợ em á, cái tuổi này đang là cái tuổi mà cái nhu cầu về sinh lý của người phụ nữ đang rất là cao. Thành ra là bây giờ cứ để chôn vùi cái chuyện đó thì rất là tội nghiệp cho vợ em. Thì em phải suy nghĩ lại về cái việc này. Còn cái cách như thế nào thì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người sẽ mỗi cách, nhưng em phải hiểu cái tâm lý đó. Còn về phía bạn này, một phần nào đó lỗi là do em. Tại sao mình phải kềm chế? Thì em cũng phải chủ động một chút. Có một cái tảng băng á, giống như là đang chắn ngang. Phá cái tảng băng đó đi để khơi gợi những cái bản năng của chồng em. Và hai người nên thẳng thắn với nhau về việc đó. Có những ông chồng ngộ lắm, thích vợ mặc đồ ngủ mà sexy. Hoặc có những ông chồng lại thích ngửi cái mùi hương của vợ mình ở một cái loại dầu thơm nào đó. Em có cái nhu cầu đó, em thích như thế nào đó, em nói với vợ em nha. Thôi bây giờ sao? Ôi trời ơi, toát mồ hôi nè, cái cặp này. Có nói thẳng với nhau luôn, đó, nghe. Dạ. Rồi, bây giờ đến cái phần gọi như dập mặt nhau. Sẵn đài em kể trước đi. Thì thật ra cũng không có gì hết. Hồi trước lúc mà yêu ảnh em thấy ảnh ít nói lắm. Em nói 10 câu chắc anh nói được nửa câu thôi. Mà bây giờ lấy xong rồi em nói một câu anh nói 10 câu. Bây giờ lật ngược thế cờ đúng không? Là thứ nhất, thứ hai là ở dơ lắm. Cái quần mặc 5 ngày chưa giặt, cả tuần luôn, em không nhắc là chắc cả tháng mới giặt. Có ghen không? Em nghĩ là chắc chỉ có em ghen nhau không có ghen. Đó, nhưng mà tự... có một bình lỏng không thôi. Hồi trước nha, em mặc cái gì cũng được hết trơn á. Em mặc dài, ngắn, hở, hiếp gì cũng không sao. Bây giờ mà em mặc đồ mà ngắn xíu xíu ở nhà, khỏi ra đường. Sợ là đồ ngắn rồi một người nào đó giống mình hồi đó là nghía cặp giò đúng không? Dạ, tại vì cưới mới phát hiện ngoài cặp giò đó cổ còn nhiều chỗ đẹp lắm. Đó, thấy chưa? Đó, cho nên cấm. Rồi bây giờ tới em đó mày đó. Dạ. Em giống như là bản sao của cổ vậy đó. Em có cái tật xấu gì cổ có tật xấu đó. Em nói nhiều, thật ra cổ cũng nói nhiều, mà thật ra là cái nói nhiều của em là do lây từ cổ. Ngang ngửa nhau rồi, rồi. Còn ở dơ sao? Bạn này bị bệnh cuồng quá chất. Ví dụ như bạn rửa chén là bạn phải xịt cái chai nước rửa chén vô, xịt 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 vậy nè.
xịt như xịt nước tương vậy đó, mà chà cho nó bông lên. Rồi khi mà rửa xong ngửi vô còn mùi xà bông, ok mới là sạch. Gội đầu mà gội tùm lum lên, tới lúc bắt em vô ngửi rồi có mùi xà bông chưa anh? Có, ok sạch. Nhưng mà em phản đối một điều là cái người ở dơ như em thì không bị lát, còn cái người ở sạch thì bị lát. Mỗi tối luôn bắt em đè em ra bắt em bôi thuốc lát cho sạch quá mức luôn nè. Tới lúc cưới nhau về mới phát hiện ra bạn ấy có một gì là cái chữ ấy. Ví dụ như là anh ấy cái ấy giúp em vô chỗ ấy một cái. Em có câu nói đó là như thế nào? Rồi bây giờ cái mong muốn thay đổi của em với bạn này là cái điều gì? Dạ là cũng là cái đó luôn. Em mong là trước khi nói một cái gì đó có thể dừng lại một giây suy nghĩ. Nổ não lắm. Nổ não. Thôi bây giờ em mong muốn mày thay đổi điều gì? Thật ra thì em lấy ảnh em thấy cảnh cũng tốt lắm rồi, không cần phải thay đổi gì nhiều, chỉ là bớt càm ràm lại. Rồi trời ơi, cái cặp này thực ra là tưởng là căng thẳng nhưng mà thực ra cũng vui. Rồi. Và tất cả những gì vui. Cần khuyên chị cũng đã khuyên đã rồi. Đã khuyên rồi, đó. Chị đã khuyên rồi. Đó, đó là chị... điều quan trọng nhất trong cái mối quan hệ đó. Của tụi em. Ứng dụng liền, ứng dụng liền. Mua cái đầm xong đêm nay ứng dụng cái từ ấy luôn. Ấy ơi, tối nay ấy nghe ấy. Ừ. Đó, nha. Xin cảm ơn hai chồng mày. Nha.